khẩu phần mềm trí tuệ nhân tạo. Hôm mùng 3 tháng 1, chính quyền của tổng thống Donald Trump đã thực hiện các biện pháp để cắt giảm xuất khẩu phần mềm trí tuệ nhân tạo, như một phần của nỗ lực để giữ các công nghệ nhạy cảm rơi vào tay các cường quốc đối thủ như Trung Quốc. Theo một quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020, các công ty xuất khẩu một số loại phần mềm hình ảnh không gian địa lý từ Hoa Kỳ phải xin giấy phép để gửi ra nước ngoài, trừ khi nó được chuyển đến Canada. James Lewis, một chuyên gia công nghệ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington cho biết họ muốn quản lý các công ty hoa kỳ để tránh xảy ra việc giúp cho trung quốc tạo ra các sản phẩm trí tuệ nhân tạo tốt hơn để có thể giúp cho quân đội của chính quyền trung quốc james lewis cho biết thêm quy định này có thể sẽ được ngành công nghiệp hoan nghênh bởi vì họ đã lo ngại một làn sóng mở rộng xuất khẩu hầu hết các phần cứng và phần mềm trí tuệ nhân tạo ra nước ngoài biện pháp này bao gồm phần mềm có thể được sử dụng bởi các cảm biến máy bay không người lái và vệ tinh để tự động hóa quá trình xác định mục tiêu cho cả mục đích quân sự và dân sự Biện pháp này là biện pháp đầu tiên được Bộ Thương mại hoàn thiện theo lệnh bắt buộc từ luật năm 2018, trong đó đã giao cho cơ quan này viết các quy tắc để tăng cường giám sát xuất khẩu công nghệ nhạy cảm cho các đối thủ như Trung Quốc, vì lý do kinh tế và an ninh. Reuters cho rằng, cơ quan này đang hoàn thiện một bộ quy tắc hẹp để hạn chế xuất khẩu như vậy, nhằm mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp Hoa Kỳ, vốn lo ngại về làn sóng mở rộng bán hàng ở nước ngoài. Quy tắc này sẽ chỉ có hiệu lực ở Hoa Kỳ nhưng chính quyền hoa kỳ sau đó có thể đệ trình nó cho các cơ quan quốc tế để cố gắng tạo ra một sân chơi bình đẳng trên toàn cầu